khi bắt đầu đi từ cái con cá nhỏ đó, tức là cái taxi đó, để ra cái tàu lớn đó, thì chúng tôi đều gặp những cái trở ngại. Mà trên sông của Long Xuyên mà đi ra cửa biển đó, thì trên con đường đi buổi chiều đó, thì rất nhiều những người đánh cá họ hỏi chúng tôi là đi vượt biển phải không, được vượt biên phải không. Thì lúc đó cái phản ứng của tôi không phải giấu, mà tôi cũng nói lên giống như mình đùa giỡn là chúng tôi đi vượt biên đây, có muốn đi không. Anh mình nói vậy nhưng mà trong lòng mình thì rất là run. Thì sau khi mà đi gần tới con cá lớn, tức là tàu lớn, thì người ta ra hiệu là còn sáng quá không vào được. Thành là tôi mới quyết định là bây giờ phải tát vào một cái bờ sông, cái bụi rậm nào đó chờ buổi tối rồi mới xuống mới đi ra. Thì trong cái ba cái ghe rồi đi thì tôi có một cái ghe của thằng em trai thôi. Bây giờ chú nó sống ở trên Houston thì nó bị điếc. Thành là thay vì lên bờ đó, thay vì núp một cái gốc đó, thì nó lên bờ nó lộ trên đó. Thành rồi sau khi đó mà nó đi rồi đó, thì cái ghe mà nó mình mướn đó là nó thấy không có ai, nó đi. Thành ra thằng em tôi nó lột ra, không có đi được cái chuyến đó. Còn tôi thì dìm lại, cái ghe tôi bắt dìm lại và tôi ngồi đó cho tới buổi tối thì tôi mới đi ra. Thì ra đi lên tàu rồi đó, thì buổi tối đi lên đó, thì ông chú tôi là chủ chiếc tàu đó, ông ấy đếm tất cả mọi người trên tàu đó. Thì không kể những cái người mà mang thai thì ông đếm là 75 người. Thì đó là tôi được nghe tất cả như vậy. Thì ông chú tôi bảo bắt đầu từ giờ phút này đó là tôi phải thay thế ông đó mà điều hành cái tàu đó như thế nào. Thì tôi ra lệnh cho mấy thanh niên đó là chuẩn bị để mà làm việc ở trên cái chiếc tàu, bởi vì mình không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. Thì tôi nói là nếu mà nước vào thì mình phải tát nước, rồi khi mà gặp hải tặc thì mình phải cùng dấn thân để mà đánh hải tặc. Nhưng mà nói thì nói vậy, bắt đầu tàu đi ra buổi sáng sớm 3 giờ sáng mà đi ra, trước khi đi ra các con tàu đó là chúng tôi núp ở bờ sông để đi. Thì chúng tôi núp ngay vào cái nhà của du kích Việt Cộng. Thành ra tôi nói với bà xã tôi là bây giờ để cho tôi đi ra ngoài đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ phóng xuống cái sông tôi đi trốn, còn bà xã tôi mới ở lại. Thì sau khi đó thì không có chuyện gì, tôi xuống cái tàu và đi ra ngoài đó. Thì buổi sáng sớm 3 giờ sáng đi ra tới buổi trưa thì trời trong gió mát rất là tốt đẹp, không có gì trở ngại hết. Nhưng mà sau đó thì có hai cái tàu của quốc doanh họ rượt theo. Thành ra cái tàu chúng tôi là nổ thêm hai cái máy phụ nữa để mà chạy. Thì buổi tối đó là chúng tôi thấy bắt đầu cơn mưa, nó giông bão nó bắt đầu tới. Thì tôi phụ với tài công để lái, thì mọi người đều làm cũng nghĩ là hân hoan lắm. Nhưng mà sau khi mà lái được 3-4 tiếng đó, thì chúng tôi thấy có một cái dàn đèn phía trước lớn lắm. Thì ở xa mình nhìn thấy dàn đèn thì mình nghĩ là đó là cái hải cảng, chứ mình không nghĩ cái đó là tàu hải tặc. Thành ra cứ phóng tới đó thôi. Phóng tới đó rồi đó, thì gần tới nơi rồi đó, thì mới phát hiện là 5 cái tàu hải tặc nó đậu ở đó. 5 chiếc luôn. 5 chiếc. Thì sau khi đó, họ thấy chúng tôi đó là họ nổ máy lên, họ bao vây xung quanh liền. Thì khi mà họ bao vây rồi đó thì họ tới, thì cái điều đầu tiên là họ quẳng neo qua và họ nổ súng, và họ qua họ bắt tất cả những đàn ông thanh niên tụi tôi qua bên tàu của họ, và họ trói lại thành một cái sâu là không có thể di chuyển được. Thì lúc đó rồi họ mới qua họ đi lục tiền bạc vàng vòng. Lúc mà
họ lục hết xong xuôi rồi đó thì họ mới bắt đầu đem phụ nữ ra để họ hãm hiếp. Thì quý vị biết rằng những người phụ nữ mà đi hơn một ngày trời họ say sóng, thì nó quách mửa từ 4 lúc hết thì nó lâu lên đó, thưa quý vị. Quý vị cũng thấy là cái quý vị mà nuôi heo mà xịt nước như thế nào thì nó lột cái người phụ nữ ra trần truồng hết như vậy, xong lấy nước nó xịt xong rồi là cái hai đứa nó giữ cho một người nó hiếp. Thì trong khi đó thì bà xã tôi cũng là một trong những người bị lôi ra để hãm hiếp. Thì lúc bà ấy bị như vậy thì bà kêu lên là Chúa ơi, Phật ơi, anh ơi cứu em ấy. Thì tôi cũng bị trói là không làm gì được, tôi muốn cắn lưỡi để tôi chết. Nhưng mà đúng lúc đó tôi bừng tỉnh là bởi đứa con gái của tôi nó phóng ra, nó ôm nó mẹ. Thì tụi hải tặc kéo con nó dục xuống cái biển luôn. Thì quý vị có thể tưởng tượng là mình nhìn thấy con mình khóc rớt xuống biển mà mình không làm gì, mình giúp con gái của tôi lúc đó nó 4 tuổi. Thì đấy là một trong những cái mà quý vị thấy, nếu quý vị có con, quý vị mà nhìn thấy con mình bị ném xuống biển thì quý vị sợ đấy đau lớn như thế nào. Rồi quý vị nhìn thấy vợ của mình bị hãm hiếp trước mặt mình thì quý vị sẽ thấy nó đau khổ như thế nào. Nhưng đó là những cái chuyện mà nó xảy ra cho cái chuyến tàu của tôi và tất cả những cái cô gái bị 5 cái tàu thay phiên nhau để nó hiếp. Thì quý vị ạ, tôi cứ tính cái con số trung bình của cái tàu của Thái Lan là 15 người mà 5 cái tàu thì nó là 70 mấy người hiếp. Thì làm sao người đàn bà không có thể chịu đựng được. Chính vì cái chuyện mà tôi đó chứng kiến cảnh con tôi bị ném xuống biển, chứng kiến vợ tôi bị hãm hiếp, thành ra cái uất ức của tôi nó dồn ở trong người tôi. Và tôi là một võ sư vô Việt Nam, thành ra tôi uất hận ở trong lòng tôi. Và sau khi hãm hiếp 75 người xong xuôi rồi đó thì bắt đầu nó dồn tất cả những người nó trở về cái tàu và nó đưa tụi tôi, nó tháo cột cắt dây đó, cho đi về tàu. Thì sau khi nó cho về tàu rồi đó thì nó nổ máu, máy nó lùi ra xa và bắt đầu nó tông vào cái tàu của tụi tôi hầu như nó muốn chìm luôn. Thế là bẻ ra một cái hông nát hết. Thì lúc đó tôi mới nói với mọi người là trước cũng chết, sau cũng chết. Thì bây giờ nó vào lần nữa là bằng mọi giá mình phải đánh. Rồi mình có chết thì mình cũng cam. Là mình có đánh chứ mình không có ngồi và chờ chết. Thì lúc đó là tất cả thanh niên là họ cũng hăng máu lắm, lấy những cái băng ván bẻ đó, họ cầm trong tay làm vũ khí để chuẩn bị để nó vào lần thứ hai. Nhưng mà thấy tụi nó thấy tụi tôi đó là quyết đánh nó thành là nó bỏ nó đi. Thì vợ tôi nó còn hét đó, bây giờ tôi còn nhớ, và tôi nói đàn bà không đánh được thì cắn đó, là như vậy. Và vì bà ấy bị nhục rồi thành bây giờ bà có thận lên, bà không có muốn sống nữa. Thì đó là cái câu chuyện đó. Sau khi nó thấy tôi như vậy đó, thì bắt đầu nó lui ra và nó ra đi. Thì chúng tôi, cái tàu nó bồng bềnh trên biển trong một đêm gió lạnh, bão bùng đó, trong một đêm như vậy. Tới ngày hôm sau thì cái tàu nó trôi, bởi vì nó lấy hết máy rồi, thì nó không còn cái gì, không lương thực, không máy, không đồ ăn đó. Thì cứ trôi lềnh bềnh. Thì cái buổi chiều thì có một cái tàu nó tới. Thì tôi nói với mọi người bây giờ nó tới là mình phải đánh. Đánh là mình cướp cái tàu của nó, chứ mình không thể nào mà chấp nhận để cho nó đánh mình, hãm hiếp mình rồi nó giết mình. Thành ra khi mà cái tàu nó vừa tới, nó không nghĩ là tôi có thể phản ứng như vậy. Thì cái tàu nó vừa sáp vô và tôi phóng lên cái tàu của nó, và tôi bắt đầu tôi đánh tường ngoài mũ tàu vào tới cái phòng tài công. Thì tôi đánh văng hết xuống cái biển, rồi vào thằng tài công nó cầm cái kênh côn 45 nó chĩa vào ngực tôi, nó bóp cò mà viên đạn không nổ. Thành ra khi mà
tóc tôi nó dựng lên khi mà nó cầm côn 15 là tôi nghĩ là tôi chết rồi. Nhưng mà chĩa vào ngực tôi gần như thế này thì nó bóp cò, tôi là dân biệt kích thì tôi nghe cái tiếng bóp cò cách một cái mà không nổ. Thế nó vừa không nổ cái tay tôi gạt xuống và tôi đấm nó. Thì nó rớt người xuống, nó gục xuống và tôi giật cái cây súng đó, tôi lên đạn lại tôi bắn nó chết. Wow, that's a miracle, huh? Thằng là lúc đó là tôi đi rượt những cái thằng mà còn xung quanh đó, là tôi cướp toàn bộ được cái tàu rồi. Thì lúc đó tôi đâu phải là dân tài công đâu, nhưng mà máy nó đang chạy thì mình cũng cứ lái thôi. Bởi vì lái thì lái tới cái tàu bể của mình, thì tôi mới quăng neo qua bên cái tàu bể đó. Sau khi cái tàu mà tôi kéo nó vào để nó có đèn những người trên tàu bể nó qua, thì tôi cứ nhảy qua nhảy lại để đưa những cái người phụ nữ và đưa những cái người con nít để qua. Thì cũng qua gần hết rồi, thì tới lúc đó tôi mới hỏi ông chú tôi là ông Kế, còn ai nữa không? Thì ông nói còn thằng Quang, nó bị gãy chân hôm trước, hai cái tàu nó sập vào nhau, nó dập vào cái đùi, nó gãy luôn một cái xương luôn, thì nó nằm ở đó không lên được. Thì tôi nhảy về, thì lúc tôi nhảy về đó thì cái dây mà cột nó bị đứt. Thành ra cái tàu nó đang chạy thì nó cứ thế nó chạy, buổi tối nó không thấy gì hết, còn cái tàu này thì nó trôi đi. Thành ra tôi rớt xuống biển, thưa quý vị, tôi là người rớt xuống biển, và lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ là cái người chết đầu tiên, bởi vì đâu có ai thấy mà cứu tôi, và cái tàu kia thì nó trôi đi nè. Thành ra tôi cứ lội, tôi lội rất là nhiều, lội hết sấp lội nữa, rồi sau đó thì tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi, mệt quá rồi. Thì bên công giáo chúng tôi là trước khi chết thì mình ăn năn tội xem là mình có tội trọng không, để xin Chúa tha thứ, để mình có chết thì được Chúa đưa về thiên đàng. Chính vì lý do đó mà tôi ăn năn tội xong rồi tôi chìm xuống. Thì khi mà tôi chìm xuống thì mình bị ngạt thở, thành ra bản năng sinh tồn của mình nó bắt buộc mình lại phải vẫy vùng và leo lên, và cứ thế như vậy 2-3 lần. Sau đó thì tôi nói thôi bây giờ tôi không biết lúc nào tôi chết, nhưng mà tôi nằm ngửa ra cho nó float, tức là nó nổ lên thôi. Thì tôi đang từ buổi chiều ngày hôm đó rồi nguyên một ngày hôm sau cho tới buổi chiều, thì ngoài biển buổi chiều khoảng chừng 5-6 giờ đó thì sương mù nó nhiều lắm. Thì tự nhiên tôi nằm ngửa thì tôi thấy có một cái bóng đen nó bự lắm, từ xa nó đi tới. Thì tôi bảo chết mùa, đây con cá này mà nó tới mà nó há miệng nó táp mình là mình chết. Thì tôi cứ nghĩ như vậy. Lúc đó tàu tôi dần lại thì tôi phát hiện là cái tàu bể của mình. Thành ra tôi mới lật úp lại, là tôi bơi tới cái tàu bể đó. Thì khi tôi lật úp lại đó thì mình bơi thì mình phải cả mặt cả mũi dưới nước, tôi mới nhìn thấy một đàn cá mập. Nó lội vô, con nào con tổ trắng, nó chỉ cần nó rỉa mình một cái, mỗi đứa nó rỉa mình thì tay chân của mình sẽ đứt hết và sẽ chết luôn. Thành ra sau khi tôi thấy đàn cá mập rồi đó thì tôi xỉu, sợ quá tôi không biết cái này nó táp hay nó chết, tôi xỉu. Thì tôi xỉu được một lúc lâu, tôi không biết là bao lâu, nhưng mà khi mà tỉnh mắt ra đó thì tôi thấy không còn cá mập nữa. Cá mập không còn thì tôi lại nghĩ rằng chắc là tôi chết rồi, là tôi tới một cái chỗ nào đó, chứ không phải là cá mập không ăn thịt, chắc là cá mập ăn thịt mà mình không biết hoặc là gì đó. Thành ra mình nghĩ mình chết. Thì lúc đó tôi đã rờ vào đùi tôi, nhéo một cái thì tôi thấy đùi tôi còn đau. Thành ra tôi bảo ô vậy thế tôi còn sống. Thì cái tàu của tôi bây giờ nó trôi sang ngoài kia, lúc đó là tôi bơi lên cái tàu đó. Thì tôi leo lên cái tàu được, cái tàu thì thằng em quan ông chú tôi là cái thằng mà nó gãy chân đó, nó đang nằm nó khóc. Thì tôi không biết cái nguyên do nào, như thế nào mà tôi lại leo lên đó. Thì tôi nói với thằng em, thôi có anh Hóa nữa rồi, em đừng có lo, anh sẽ lo cho em và sắp xếp cho em để anh em cùng vào đất liền mà mình sẽ đi Mỹ. Thì đó là cái giai đoạn trên tàu nó là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị có thể tưởng tượng rằng khi lên tàu đó, thì tôi không còn cái gì gọi là thức ăn trong cái tàu đó. Và hải tặc nó lấy hết rồi. Nước cũng không có nữa. Và hai anh em tôi đó
là nằm đó chờ chết. Thì tôi mới chợt nhìn thấy ở trên tàu có một miếng vải nhựa. Ngày xưa Việt Nam mình dùng vải nhựa để đi trời mưa. Thì tôi mới đem cái miếng vải nhựa ra, tôi cột bốn góc lại. Thì lúc đó là cái tháng đó là những cái tháng mưa không. Thì mưa nó xuống nó đọng lại đó. Thì tôi dùng cái nước mưa tôi uống, và hoàn toàn chỉ có uống nước mưa chứ không có một cái thức ăn gì cho tôi. Mà mỗi ngày khi buổi sáng dậy đó thì là tôi đều đọc kinh kính mừng, rồi tôi lấy cục đá tôi gạch lên cái mạn thuyền để mình biết là cái ngày thứ mấy mình trên tàu. Thì mỗi một ngày tôi gạch nó như vậy, và rồi đó trong suốt khoảng thời gian như vậy đó là tôi cho khi mà tôi vào tới bờ đó là tôi gạch được 21 cái gạch. Tức là quý vị biết là tôi đã sống trên biển 21 ngày không có thức ăn. Nhưng mà có cái điểm đó quý vị, trong 21 ngày đó không phải là bình yên để mà cái tàu trôi. Tôi đếm được là 18 lần tôi bị tai nạn, bị đâm, bị chém, bị bắn, bị đánh, bị tùm lum hết. Từ tổng cộng cho tới ngày mà tôi vào tới bờ biển Mã Lai đó là 18 lần. Ngày xưa khi tôi còn là sinh viên thì hầu như lúc nào tôi cũng đọc, tôi cũng lần chuỗi hết. Và cái câu kính mừng Thánh Ma nó nhập tâm của tôi. Thật là khi mà tôi đi vượt biển mà tôi bị tai nạn thì tôi chỉ biết chạy tới Đức Mẹ, và Đức Mẹ luôn luôn dò cầu bầu cùng Chúa để ban cho tôi những ơn lành. Ngay cả bây giờ tôi vẫn tin như vậy. Thành ra cái niềm tin của tôi là, xin lỗi quý vị nếu mà nói ra bảo mình khoe, nhưng mà tôi ở nhà tôi bước chân lên xe mà tôi lái ra cổng là bắt đầu tôi lần chuỗi. Tôi không cần biết là bao xa, hay mà càng xa thì tôi càng lần chuỗi được nhiều đó. Chính vì lý do đó, đó mà tôi nghĩ là Đức Mẹ luôn luôn cầu bầu cùng Chúa cho tôi gặp những cái may mắn trong cuộc sống của tôi hiện tại. Những cái chuyện gì nó xảy ra mà tôi suy nghĩ trong đầu của tôi đó, thì tôi nói là con chỉ làm được tới đó thôi, còn bao nhiêu là mẹ làm cho con. Mẹ ơi, con đây, con thân xác con mà con chỉ làm như vậy thôi. Thì chỉ đó không bao lâu, một vài tuần, một vài tháng hay là một hai năm là những cái gì tôi mơ ước mà tôi đã cầu nguyện đó mẹ, thì cái sự kiện nó xảy ra. Thành ra tôi rất tin vào Đức Mẹ, và tôi biết là mẹ luôn luôn đứng bên cạnh tôi. Thành ra những lúc tôi bị đâm, bị chém, bị đánh đập là mẹ luôn luôn đứng đỡ đần cho tôi, thành tôi mới không chết. Chứ nếu không thì tôi đã chết ở ngoài biển cả rồi. 21 ngày lên kênh tôi đọc từ sáng tới chiều cho tới khi nhắm mắt ngủ. Mở mắt là tôi đọc kinh mừng Thánh Ma. Không bao giờ tôi ngưng đọc hết. Người em tôi nó nằm đó nhưng mà nó không đọc được. Nó không biết gì hết để nó đọc. Tới ngày 21 tôi sắp sửa chết rồi, đói. Thì cái tay tôi đung đưa ở dưới nước cho nó mát. Thì tự nhiên có một con cá nó tới nó cắn ngón tay tôi. Và đau quá giật lên được con cá, là tôi cầm con cá nó cắn ăn liền. Quý vị thấy đấy là những cái chuyện mà thứ nhất là nó cho tôi một cái thực phẩm, thứ hai nó đánh động, thức tỉnh tôi, và tôi phải làm một cái gì. Đấy là lý do mà tôi đi xé quần áo để tôi làm buồm, làm bánh lái và làm cột buồm để một mình tôi lái vào biển Mã Lai. Tại là khi tôi vào tới Polubidong, tôi có một mình thôi, vào lên tới đó là người ta thấy có một mình, thành ra người ta sợ tôi ra điên và cho thanh niên tới Araso nó trói tôi, nó đem vào nhà thương. Bây giờ còn có những cái đứa ở bên Đà Lạt, nó còn chính nó là cái người trói tôi. Rồi sau đó tôi đi vào hội giúp cho hộ người già, service cho họ để lấy cơm ăn. Và từ cái chỗ lấy cơm đó tôi mới nghĩ tới cái chuyện là tôi phải mở võ đường. Thành ra tôi nhờ cái ông manager, ông ấy đang
sửa sang cái building, cái building của ông. Thì tôi nói tôi là con nhà võ, tôi là võ sư, tôi có thể dạy võ được. Bây giờ tôi make cái deal mà bây giờ ông cho tôi một cái phòng thì tôi dạy bao nhiêu đó thì ông lấy 40 phần, còn tôi lấy 60 phần. Thì ông ok là tôi mở võ đường tôi dạy. Từ đó tới giờ phải nói là tôi có ơn Chúa. Mặc dù khi tôi làm việc xã hội nhưng mà tôi không bao giờ bỏ lần chuỗi. Và cái lần chuỗi đó là luôn luôn thức tỉnh cho tôi. Và chính vì đó là Chúa mới dắt đưa những cái chuyện nó đến. Bởi vì mình muốn đi tu mà không được. Bây giờ Đức Mẹ lại gửi một cái người đó cũng hoàn cảnh cũng mất chồng. Thành ra tôi đang đi làm cô nhi mà bây giờ bà có một đứa con thì coi như đó là một cái đứa cô nhi mà tôi phải lo. Thành ra tôi tiến tới là như vậy. Với lại thứ hai một cái điểm nữa, thêm một cái chi tiết mà quý vị phải hiểu rằng khi tôi đánh nhau với hải tặc là nó đánh tôi dập xương sống. Bác sĩ nói tôi không bao giờ có còn. Thì tôi gán nghĩa với bà này là gán nghĩa là bà để có bạn, để cùng sống với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không nghĩ rằng tôi sẽ có con. Thế nhưng một năm sau thì bà xã tôi có bầu. Rồi bốn năm sau bà xã tôi là có bầu. Thì hai đứa con tôi chết trên biển là một đứa trai, đứa gái, cũng cách nhau 4 năm. Thì bây giờ con trai, con gái tôi cũng cách nhau 4 năm. Thì đã có là Đức Mẹ làm miracle. Bác sĩ đã khám nghiệm nó là không bao giờ tôi có con. Vì tôi bị dập xương sống. Thật ra tôi lại có con. Tất cả những cái đó là trong cuộc sống tôi đầy cái miracle. Chứ không phải là cái chuyện gì mà bình thường giống như người ta. Nhưng mà tôi vẫn tin mọi sự tôi có được ngày hôm nay, tôi tỉnh táo trong ngày hôm nay là có Chúa, có Mẹ sống trong tôi mãi.